chúng ta hiệp nhau để cầu nguyện trước khi nghe lời Chúa. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì thì giờ quý báu này chúng con vào trên đường dây để tôn vinh ca ngợi danh thánh Ngài, để cùng nhau làm chứng những điều tốt đẹp trong đời sống chúng con vừa qua. Và giờ này chúng con có nghe lời Chúa qua đoạn Kinh Thánh Mác đoạn 10 từ câu 46 đến câu 53 mà cô Sương đã công bố lời Chúa. Chúng con học với đề tài khi có Chúa hiện diện. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con biết rằng ngay trong giờ này Chúa đang hiện diện trên đường dây của chúng con. Bởi vì Chúa cũng phán rằng cứ hễ hai hay ba người hiệp nhau thì Chúa đang ở giữa. Và Chúa ngự giữa cái sự ngợi khen. Và chúng con đã ngợi khen Chúa, đang làm chứng về Chúa. Rồi chúng con biết chắc rằng giờ này Chúa đang hiện diện chúng con. Và đây là những ngày đầu năm mới của năm 2022. Và chúng con sẽ nói gì với Chúa, xin những điều gì. Và Chúa sẽ phán với con rằng người muốn ta làm chi cho người. Amen. Và người mù thưa rằng, lại thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Amen. Mùa gia giờ này chúng con muốn học bài học này để Chúa mở mắt chúng con về thuộc linh cũng như thuộc thể. Tất cả chúng con được thấy được chân lý của Ngài và đi theo. Con cảm tạ Chúa rất nhiều, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đã từng đọc qua Kinh Thánh, và cái bối cảnh của câu chuyện này là cái hành trình mà Chúa Jesus đi, đường đi lên cái thành Jerusalem. Tương tự như chúng ta đang đi theo Chúa trong cái hành trình của đức tin vậy. Hành trình của đức tin là có sự chữa lành, có dọn dẹp đền thờ, có thực thi về luật pháp, có sự sức giàu và có sự trả giá, cũng như có sự phục sinh và sống đời đời. Nó tương tự những câu chuyện ở trong Kinh Thánh xảy ra trong Kinh Thánh Mác đoạn 10 và đoạn 11. Hôm nay chúng ta học về và thực hành về trong Mác đoạn 10 từ câu 46 câu 53 mà cô Sương mới vừa tuyên đạo, để về nói về sự chữa lành. Và không phải là chữa lành những bệnh tật thông thường, bệnh tật bẩm sinh, bệnh kinh niên bẩm tính, nhưng mà Kinh Thánh đã chép từ quyền năng phép lạ của Chúa. Khi có Chúa hiện diện thì người bệnh bại sụi, người què được đi, người điếc được nghe, người mù được sáng. Và khúc Kinh Thánh này không chỉ mô tả người ăn mài mù tên là Ba-ti-mê, con của Ti-mê, được sáng mắt, nhưng ứng nghiệm cho hôm nay chúng ta, nếu ai có mù mờ về tâm linh cũng được thấy sự phước hạnh cho hiện tại và cho cõi đời đời nếu biết kêu cầu của Chúa Giêsu. Vì Chúa đang hiện diện khắp mọi nơi, vì Ngài là đấng vô sở bất tại. Vô sở bất tại có nghĩa là nơi nào cũng có Chúa. Vô sở bất tri mà Chúa biết hết mọi sự, và vô sở bất biến là Chúa hôm qua, ngày nay và đến đời đời không bao giờ thay đổi. Bởi vậy, chúng ta có Chúa ở mọi nơi, nhưng quan trọng là mỗi chúng ta có kêu cầu đến danh Ngài hay không. Đó là vấn đề. Ở đời, khi chúng ta có nan đề, thường mong đợi vào con người nào đó để giúp đỡ. Nhiều người hứa hẹn nhiều, nhưng mà cũng muốn người này người kia, nhưng mà thật ra thì ngực bất tòng tâm. Trong cuộc đời có nhiều người đặt đức tin mình sai chỗ, thí dụ như đặt đức tin vào các thần, các hình tượng câm, cho dù tượng đó bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng gỗ quý, cũng do tay con người tạo nên. Cho nên Kinh Thánh mô tả để chúng ta thấy rõ rằng hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng mà công việc của tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có ngôn mũi mà chẳng ngửi, có tai nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm
kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nó đều giống như nó. À, ở trong Thi Thiên 115 từ câu 4 đến câu 8. Chúng ta nhờ chớ tin cậy vào con người và cũng chớ tin cậy vào các thần khác, mà hãy tin cậy nơi Chúa. Chúa dùng những con người như một công cụ và ống dẫn của đức tin. Chúa dùng những người có đức tin mạnh mẽ, có năng lực thuộc linh, có lòng trông cậy và văn phục để thi thố và bày tỏ quyền năng phép lạ của Ngài qua đức tin của họ. Đức tin là ngầm mong đợi tích cực đầy hy vọng, ngầm đẹp lòng Chúa. Và Kinh Thánh chép nhiều câu chuyện Chúa Giêsu đã động lòng và hành động vì cớ đức tin của họ. Khi Chúa Giêsu đến nhà người cai nhà hội chữa cho con gái ông đã chết, và chúng ta biết tại sao mà đứa con gái này đã chết. Vì chúng ta trong Kinh Thánh đã chép mà có đội âm công á, chuyên làm mai táng đã đến thổi sáo ôm sộp. Trên đoạn đường đi đến, người ta chen lấn bao quanh Chúa. Nhưng mà có một người con gái ốm yếu đã mất máu đến 12 năm. Mà chúng ta biết là mất máu thì ngày xưa là ô uế, cho nên chi mà không có được đến chỗ đám đông. Cô này là hương mén phía sau, mà cô chỉ nói rằng chỉ cần sờ được cái tông áo của Ngài thì được chữa lành. Và đúng như vậy, Chúa khen, hỡi con, hãy vững bằng đức tin của con đã cho con được rồi. Bởi vậy đức tin con đã chữa lành con, và đức tin của người cha, người cai nhà hội cũng chữa lành con gái của ông mới chết. Và xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó được sống. Đó là cái đức tin của người cai nhà hội. Quả thật như vậy, chúng ta mong đợi gì ở Chúa? Chúng ta có bằng lòng với hiện tại mình đang có hay mong đợi sự tốt hơn, tốt nhất phải xảy ra? Nhiều người đến nhà thờ xin Chúa những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày như cơm áo gạo tiền, điều mà nhiều người phải lo ngại. Và Chúa bảo rằng chim ngồi chim trời chẳng gieo chẳng gặt chẳng thâu trữ vào kho tàng, như cha trên trời vẫn nuôi nó. Chúng ta là con của Chúa quý trọng hơn chim trời vậy. Chúng ta xin Chúa về cơm áo gạo tiền, tức là nó bình thường. Rồi chúng ta không có xin Chúa những cái việc lớn hơn. Chúng ta xin cơm áo gạo tiền là thí dụ như xin mua nhà mới, mua xe, có chút mới. Thì khác nào người mù xin Chúa rằng cứ để cho con mù, để con đi ăn xin vậy. Nhờ Chúa cho con mù, để con được xót thương mà bố thí cho con hàng ngày, con khổ phải đi làm mà vẫn có ăn, đúng không? Cho nên khi Chúa có bảo rằng các ngươi không biết điều mình cầu xin. Chúng ta phải có ước mơ phi thường và một cái niềm hy vọng nơi thiên đàng vĩnh cửu. Cho dù thiên đàng chẳng em thấy như thế nào, nhưng chúng ta biết chắc và tin cậy vững vàng lời Chúa hứa mà thành tín. Người mù này đâu có thấy Chúa Giêsu, vì ông đã bị khiếm thị, tức là đã mù thì không thể thấy Chúa Giêsu được. Ông cũng không biết rằng Chúa Giêsu mà cao thấp hay là mập ốm hay là béo gầy như thế nào, hoặc là nước da trắng hay nước da đen, đúng không? Nhưng mà ông Ba-ti-mê đó tuy mù nhưng mà ông nghe người ta kể rằng người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, và kẻ khó khăn được giảm thương bệnh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 của năm. Và ông nghe được như vậy bởi vì đức tin đến bởi người ta nghe, mà người ta nghe khi lời Chúa được công bố. Ngày nay người ta nghe cái gì? Ở trên điện thoại, ở trên YouTube, người ta nghe mấy cái chuyện lường gạt, người ta nghe mấy cái chuyện giả sư, người ta nghe mấy cái chuyện chửi nhau trên cộng đồng mạng, đúng không? Rồi cái lời chân thật, cái lời giảng ở trong Chúa thì trong Kinh Thánh thì họ không có nghe.
họ đáp lại. Bởi vì sao chúng ta biết họ không nghe? Tại vì cộng đồng mạng và những cái chuyện mà giả sư những cái chuyện mà bừng rạc á, có hàng triệu người view, 1 triệu người xem, hơn triệu nữa, nhưng mà kinh thánh thì vài ba trăm, mà vài trăm người mà cùng, mà những người mà nổi tiếng người ta không có xem đó. Cho nên riêng là qua kinh thánh cộng đồng mạng á, chúng ta thấy rõ ràng rằng người ta sao đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ, người ta không có nghe lời Chúa đó. Mà ông Bartimê này tuy là mù nhưng mà ông nghe được danh của Chúa Giêsu, và khi ông đang cầu ăn xin thì ông nghe Chúa Giêsu đi qua. Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu đi qua, mà nếu tức là Chúa hiện diện, mà nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội đó thì chúng ta bị mất cơ hội. Trong câu 47 nói vì đã nghe nói ấy mà Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng Lên Ba rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng. Amen. Chúng ta kêu cầu sự thương xót của Chúa khi nghe đến danh của Ngài. Không phải những chuyện tầm thường như cơm áo gạo tiền, hay là xin cho con thức ăn đủ dùng hàng ngày. Mà chúng ta phải hiểu rằng thức ăn hàng ngày đó là thịt và huyết của Chúa, tức là lời Chúa quả thật, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và đại thật. Chúng ta có mắt nhưng mà chẳng ngắm xem sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta chẳng xin những việc phi thường trong đời sống của mình như việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời vậy. Hãy khao khát lời Chúa và nước hàng sống của Ngài như dân đi trong tối tăm mà tìm ra ánh sáng cho cuộc đời mình, như người đi qua trũng bóng chết hay người chết đuối mà được phao cứu sinh vì lời Chúa có sự chữa lành. Amen. Chúng ta hãy vùng dậy như người mù Bartimê, cho dù không thấy Chúa nhưng chỉ nghe đến danh của Ngài, trong khi tâm linh của Bartimê đã nhận thấy sự vinh hiển của Ngài, danh trên mọi danh. Và trong Kinh Thánh Philip đoạn 2 từ câu 9 câu 11 đã chép rằng: Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên mọi danh, hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất có ngậm phủ đó, hãy đều quỳ xuống và mọi người phải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời và Đức Chúa Cha. Amen. Cho nên khi chúng ta xông pha năng nổ công việc của Chúa hay là khẩn thiết cầu xin Ngài điều đó mà không tin cậy vào con người thì chắc chắn là sẽ có nhiều người cản trở. Giống như người mù Bartimê này kêu cầu thì có người rầy cản trở khó khăn. Câu ca câu 48, chúng ta học câu 48 để thấy có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi. Khi hiểu nguyên tắc này chúng ta phải mạnh dạn hơn nữa, đúng không? Khi chúng ta làm công việc Chúa thì sẽ có những cái người đó không ta không chúng ta đừng có nói người đó là ma quỷ. Ma quỷ nó sự nó sai, nó khiến cho những người khác đó cản trở mình. Cản trở bằng cách sao? Bằng có nhiều người rầy người biểu nín đi. Khi hiểu nguyên tắc này chúng ta cần phải mạnh dạn hơn nữa, sang người mà kêu mới hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi cùng. Amen. Đó. Khi mà chúng ta cầu xin một cái việc gì mà nó chưa được á, thì chúng ta hoặc là có người khác cản trở mình á, thì mình phải mạnh dạn hơn nữa, phải biết rằng đó là cái nguyên tắc của thuộc linh, của ma quỷ, nó sẽ sai người này người kia, nó cản mình phải kêu cầu Chúa mạnh hơn nữa. Amen. Vì trong tâm linh của mình nhận biết được cái lẽ thật,
không để cho xác thịt theo cái quyền tối tâm người Hồi giáo mà. Dù bị cản trở, dù những kẻ sáng mắt họ hiểu biết hơn mình, sáng mắt ở đây có nghĩa là họ hiểu biết hơn mình, họ hiểu kinh thánh hơn mình đó, họ ngăn trở mình, họ bảo nín đi, đừng kêu cầu nữa, đừng cầu nguyện nữa, và cầu nguyện cũng không giúp gì ngươi được đâu đó, hay là đừng làm công việc Chúa nữa à. Không, chúng ta không có thể nghe người đó được, tại vì chúng ta biết rằng có nguyên tắc của tục bình để chúng ta hiểu. Chúng ta hãy nhìn và học cái người mù Ba-ti-mê này. Anh Ba-ti-mê là người mù về thuộc thể, nhưng mắt tâm linh của anh sáng tỏ và anh biết nghiên cứu lời kinh thánh. Trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 nói sao? Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi việc lớn và khó và những việc ngươi chưa từng biết. Và anh Ba-ti-mê này anh biết được cái nguyên tắc đó và anh kêu cầu hơn nữa. Chúng ta biết rằng câu chuyện của Chúa Giê-xu với người mù Ba-ti-mê này, thì khi sứ đồ Phi-e-rơ xưng nhận Chúa Giê-xu ngài đấng Christ, ngài đã cấm các sứ đồ công bố sự thật ấy. Nhưng vào thời điểm này, Chúa đã chấp nhận lời xưng nhận của anh Ba-ti-mê trước công chúng. Vì ông Ba-ti-mê này biết sao? Hỡi con vua David, mà biết đấng Mêsia đã đến. Amen. Chúng ta phải nhận biết Chúa bằng cách đó, thì chúng ta mới cầu xin Chúa, mà vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, mà đấng chữa lành cho chúng ta và đấng làm ơn cho chúng ta trong mọi sự. Amen. Cho nên như cái sự suy gẫm mà chúng ta thấy được cái người Ba-ti-mê này, Chúa Giê-xu đã chấp nhận lời xưng nhận của Ba-ti-mê trước công chúng. Nước trời dành cho những ai biết lắng nghe và suy gẫm về lời Chúa. Nhờ đức tin, anh Ba-ti-mê này dạng dĩ vượt qua cái giới hạn mù của mình mà bị nhiều người ngăn trở để gặp được Chúa. Đức tin là phải tập trung vào Chúa hơn những sự khó khăn hay giới hạn của con người. Bởi đức tin anh đã nhận ra cái nhu cầu thật sự của mình là thị giác chứ không phải là tiền của. À, chúng ta khi nãy chúng ta có nói đó, chúng ta xin không biết xin Chúa vì gì, và chúng ta cứ xin Chúa về cơm áo gạo tiền. Mà cái phải học theo cái người Ba-ti-mê này, nếu mà ông xin cơm áo gạo tiền có nghĩa là ông xin rằng cứ để tôi mù và tôi xin ăn cho nó thịnh vượng, không đúng vậy. Đức tin phải có một sự quyết định sáng suốt. Bởi đức tin anh đã ném bỏ chiếc áo tròn mà cái quá khứ anh xin để bắt đầu cuộc sống mới để bước đi theo Chúa. Người có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu luôn mong muốn ở gần với Ngài, đồng hành với Ngài. Đức tin không có việc làm mà đức tin chết. Đức tin phải thể hiện qua việc làm. Nếu được Chúa Giê-xu kêu gọi, Chúa cho phép, Chúa hướng dẫn chúng ta làm theo sự kêu gọi của Ngài, thì đừng làm gì theo sự khôn ngoan của đời này. Amen. Chúng ta học qua câu 49, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: hãy kêu người đến, chúng kêu người mù đến, mà nói rằng: hãy vững lòng đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Chúng ta biết rằng đây là cái hành động. Khi mà Chúa đi thì có nhiều tùy tùng đi theo. Ngày nay cũng vậy. Ngày nay chúng ta biết rằng Chúa là đấng vô sở bất tại, và Chúa ở ngự nơi thiên đàng thì cũng rất nhiều thiên sứ thánh bảo vệ Ngài, đúng không? Cho nên khi chúng ta biết rằng Chúa mà vô sở bất tại thì nơi nào cũng có Chúa. Chúa luôn đi lại khắp nơi trên không trung, trên đường dây, trên làn sóng và trong đền thờ. Trong khi chúng ta đang lái xe, trong công sở,
chúng ta đang làm việc và trong gia đình của quý vị. Kể cả quý vị đang bận rộn hay nghỉ ngơi, nhưng Chúa chỉ dừng lại khi quý vị kêu cầu khẩn thiết, tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Hãy kêu người đấy, Chúa cho, kêu người đấy. Khi nào Chúa đi cùng với môn đồ Ngài, thì Ngài đi, môn đồ Ngài gọi người mù đến và nói rằng, hãy vững làm, đứng dậy, Ngài gọi người. Hãy chú ý và lắng nghe, Ngài kêu gọi người bệnh đấy. Còn chúng ta mà môn đồ, mà người tùy tùng, mà những kẻ đứng chỗ sức mẻ để mà cầu thai, nhiệm vụ chúng ta là dẫn đưa cái người bệnh, cái người mù đến với Chúa với lời khuyên, hãy vững làm, đứng dậy, Ngài gọi người. Amen. Bởi vì sao chúng ta cầu thai là vậy? Chúng ta cầu thai mà chúng ta những người theo Chúa có đức tin, chúng ta cầu thai cho những người bệnh, cho những người mà khi nãy chúng ta đã nghe lời mục chứng đó, và với cái lời khuyên hãy vững làm đứng dậy, Ngài gọi ngươi, mà chúng ta biết rằng Chúa gọi có nghĩa là Chúa đang hiện diện khi mà chúng ta đang cầu nguyện. Chúa thấy đức tin từng người và Chúa dùng những kẻ có ơn như một cái ống dẫn phước hạnh để cầu thai và sự chữa lành đến từ nơi Chúa. Sự vinh hiển thuộc về Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất nhiều người theo Chúa nhiều năm nhưng vẫn chưa được nghe tiếng kêu gọi của Chúa. Và họ đã ăn năn, họ đã được tha tội, họ có đã báp têm, họ vẫn giữ tiệc thánh hàng tháng, vẫn đi nhà thờ đều đặn, trung tín dâng hiến 1/10, nhưng chưa nghe được tiếng gọi của Chúa, chưa nghe sự kêu gọi qua các mục sư hay tiên tri, và họ chưa đáp ứng và đã bỏ mất cơ hội để nhận được ơn phước của Chúa. Như vậy thì những người này có được nhận ơn phước của Chúa không? Tôi xin cảm ơn rằng có, nhưng mà chưa trọn vẹn trong cái phúc âm của Chúa. Vì phúc âm của Chúa là phúc âm toàn vẹn, có tha tội, có cứu rỗi, có chữa lành, có phục hồi, có sự sức giàu và có vương miện hầu đấy. Muốn nhận được sự trọn vẹn đó, khi Chúa kêu gọi chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Phải học theo người mù Ba-ti-mê này. Người mù bỏ áo ngòa bước đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Trong câu 50, câu 50 chúng ta học ha. Người mù bỏ áo ngòa bước đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Bỏ áo ngòa có cái ý nghĩa gì? Nhiều người được Chúa kêu gọi nhưng mà họ chưa có bỏ áo ngòa. Chúa kêu gọi tất cả chúng ta nhưng mà chúng ta chưa bỏ cái áo bên ngoài. Cái ý nghĩa của áo bên ngoài này, mà cái nghĩa đen á, là người ngày xưa các ông thầy tế lễ ông xác nhận cái người này mất cái khả năng lao động, không phải đóng thuế, không phải dâng hiến 1/10, cũng không được vào hành lang của đền thờ, mà chỉ ở ngồi cổng của ngồi đường và mặc cái chiếc áo tròn màu xanh để mà giống như là cấp cái giấy phép để ăn xin vậy. Người đó là người mù Ba-ti-mê đó. Vậy người mù Ba-ti-mê là ngọc bỏ cái áo tròn, là ngọc bỏ con người cũ. Nghĩa bám cái áo tròn này là một cái tôn giáo hay một cái tín ngưỡng, một cái niềm tin mà trước đây ba mẹ chúng ta hoặc là trong tâm trí của chúng ta khi lớn lên đã đặt vào trong cái tâm trí của mình. Cho nên khi chúng ta được Chúa gọi thì chúng ta phải bỏ cái áo choàng bên ngoài để đi theo Chúa. Người mù bỏ áo ngoài bước đến cùng Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người ngày nay Chúa gọi nhưng mà chưa bỏ cái áo ngoài để bước đến với Chúa Giêsu. Amen. Và tôi nghe trên mạng cũng làm chứng nhiều người mà tu sĩ bên Phật giáo cũng xưng là bằng tăng nay ăn mày cửa Phật, và nhiều cái người
mà ni cô của Phật giáo hoặc là tu sĩ mà họ bị bệnh rồi nghe danh Chúa Giêsu và cái lòng thương xót của Chúa ở miền Việt Nam ha, thì đến cái chỗ nhà thờ đó Chúa chữa lành họ, rồi họ cũng đến nhà thờ họ làm chứng, được quay phim, được chụp hình đưa lên mạng, nhưng mà họ vẫn mặc cái áo tu của Phật giáo, họ mặc cái áo cà sa màu vàng, đúng không? Có nghĩa là họ vẫn biết ơn Chúa, họ vẫn biết Chúa mà đáng chữa lành, nhưng mà họ chưa chuyển đổi cái niềm tin của họ, họ chưa bỏ, họ chưa học với cái người mù Bartimê này, bỏ cái áo ngòi để bước đến với Chúa Giêsu. Amen. Cho nên chúng ta phải đến với Chúa thì phải bỏ cái niềm tin cũ của quý vị, phải đặt hết niềm tin nơi Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu vẫn hỏi để xác nhận lại niềm tin, vì theo Chúa có sự sửa đổi, sự phước hạnh và không ép buộc. Và không, chúng ta bây giờ chúng ta học ở trong cái câu gốc hôm nay mà cô Sương đã đọc đấy, hàng được ha. Chúng ta đọc Đức Chúa Giêsu bằng cách tuyên phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Đây chính là cái mấu chốt cuộc đời chúng ta theo Chúa. Có khi nào mình tự vắn lương tâm mà theo Chúa để được gì không? Mình muốn Chúa làm gì cho mình? Và mình xin Chúa điều gì để gặp được ngay Chúa bây giờ? Bây giờ Chúa đang hiện diện. Thí dụ bây giờ mà Chúa đang hiện diện trên đường dây chúng ta thì chúng ta xin Chúa điều gì? Đó. Người mù thưa rồi, thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đang bệnh vậy thì chúng ta đương nhiên xin Chúa mà cho bớt bệnh, mà điều đó mà đi điều đúng, nhưng mà Chúa cũng vẫn biết rằng mình đang cầu xin. Nhiều người cầu xin Chúa mà cầu xin chung chung á, không có cái cụ thể thế nào. Dù Chúa biết rằng cái người mù này muốn Chúa cho mình sáng mắt, nhưng mà Chúa vẫn hỏi câu đó để xác tín lại cái niềm tin của người đó. Chúng ta, tất cả chúng ta theo Chúa đều không có ai ép buộc, và Chúa cũng chữa lành cho cả những người ngoại. Và chúng ta thấy rằng cái bên Công giáo có cái cha cha gì chữa bệnh mà làm thương xót Chúa đó, đó chữa bệnh rất nhiều người Phật giáo, và họ vẫn cứ mặc áo cà sa, mặc áo nâu và áo vàng đến cái nhà thờ đó để cảm ơn cha, cảm ơn Chúa chữa họ, nhưng mà họ không bỏ cái chiếc áo ngọc, họ không bỏ chiếc áo ngọc để bước tới Chúa Giêsu. Họ bước tới nhưng mà họ vẫn còn mặc cái áo ngọc. Ngày nay chúng ta cũng có nhiều người như vậy. Ngày nay nhiều người chúng ta đến với Chúa nhưng mà chưa bỏ cái áo ngòi của mình. Chưa bỏ cái áo ngòi. Cái áo đây là cái bản ngã xác thịt. Cái áo đây là cái những cái niềm tin cũ mà chúng ta còn đặt ở trong lòng chúng ta. Nên chi qua cái bài học này, đây là câu gốc, chúng ta khuyên, có người khuyên chúng ta nên bỏ chiếc áo ngòi để bước đến cùng Đức Chúa Giêsu. Và lúc đó chính Chúa Giêsu sẽ hỏi chúng ta rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Và người mù thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Mở được con mắt thuộc linh đó là điều quan trọng. Khi chúng ta đơn sơ như con trẻ thì Chúa sẽ tỏ chúng ta biết sự màu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Và cũng trong cái đoạn kinh thánh này chúng ta thấy có đoạn Đức Chúa Giêsu cầu nguyện. Cũng giờ đó Đức Chúa Giêsu nức lòng nơi Đức Thánh Linh bằng nói rằng: Lạy Cha, là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ cho con trẻ trẻ nhỏ hai. Thưa Cha,
phải thật như vậy. Vì cha đã thấy điều đó mà tốt bằng. Cha đã giao cho mọi sự cho ta. Ngoài cha không ai biết con là ai. Và ngoài con, người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết cha là ai. Amen. Cho nên chi không phải dễ mà chúng ta biết đến Chúa. Bởi vậy chúng ta khi có Chúa hiện diện, chúng ta cầu xin điều gì? Chúng ta có thấy, nhận thấy được quyền năng phép lạ của Chúa làm trên thân thể của quý vị? Và quý vị có bao giờ đếm lại những cái phước hạnh của Chúa ban trên đời sống của mình? Sự biến đổi loạn động con người không thể làm được. Quý vị có chứng kiến được người què được đi, người bại sụi được chữa lành, và người biết được nghe, người mù được sáng chưa? Và Chúa Giêsu cũng đã phán với các môn đồ Ngài rằng: phước cho kẻ nào được thấy điều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi khúc kinh thánh hôm nay ông à, chúng ta có thể đã đọc rồi, chúng ta cũng đã để nghe rồi, nhưng mà trong tâm linh quý vị có khi nào xin Chúa một cái điều gì đó mà dám bỏ, gột bỏ cái niềm tin cũ quý vị chưa? Như người mù Ba-ti-mê này bỏ cái áo ngòi bước đến với Chúa Giê-xu. Amen. Cho nên quý vị nghe bài học này, chúng ta biết rằng người mù thưa với Chúa rằng: lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đó mà cái điều xin mà ở trong đời sống của chúng ta. Dù chúng ta là người đã sáng mắt, nhưng mà con mắt thuộc linh của chúng ta chưa mở được. Thành thử ra chúng ta cần phải mạnh dạn cầu xin Chúa và việc đó mà đẹp bằng Ngài. Và Ngài sẽ phán rằng: đi đi, đức tin của ngươi đã chữa lành rồi. Tức thì người mù sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Amen. Con đường hành trình chúng ta theo Chúa không phải là chúng ta phải bỏ hết mọi sự theo Chúa đâu, nhưng mà chúng ta phải biết buông bỏ những cái gì bản ngã xác thịt, chúng ta phải buông bỏ những cái gì ganh tị, ha, những cái gì mà cái áo choàng an sinh của đời này. Chúng ta không xin Chúa cơm áo gạo tiền để sống hàng ngày, vì Chúa đấng chu cấp cho chúng ta điều đó. Bởi vậy bài học này chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, đừng đặt niềm tin nơi con người hay hình tượng, mà chúng ta cầu xin Chúa đúng mục đích và xin Chúa mở con mắt thuộc linh của mình để thấy sự quyền nhiệm của nước Đức Chúa Trời và bước đi theo Ngài. Và Chúa đã nói rằng: phá phước cho kẻ nào mắt được thấy điều các người thấy. Amen. Tại sao mà Chúa mở con mắt thuộc linh chúng ta thấy những điều các người thấy? Có nhiều người thì thấy, người què được đi, người mù được sáng, người điếc được nghe. Có nhiều người thấy những phép lạ Chúa làm trên cái thân thể của mình, chữa lành mọi bệnh tật cho mình. Vì ta nói cùng các ngươi, các đấng tiên tri vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà cũng chẳng từng thấy, ước ao điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Amen. Cho nên hôm nay bài học này chúng ta học qua cái người mù Ba-ti-mê để chúng ta khi biết rằng Chúa thì lúc nào cũng hiện diện, nhưng mà khi có cơ hội Chúa hiện diện thì chúng ta phải xin một cái điều gì đó mà đáng giá cho cái cuộc đời mình, cho cái nước thiên đàng, cho cỏ đời đời, chứ không phải xin thức ăn đủ dùng hàng ngày, xin cho những sự tâm thường ở trong đời sống của mình. Khi có Chúa hiện diện thì mọi sự đều thay đổi. Khi có Chúa hiện diện thì người mù được sáng, người què được đi, người bại được đứng dậy. Amen. Cho nên chúng ta biết rằng giờ này Chúa đang hiện diện
ở trên đường dây. Quý vị hãy cầu xin Chúa ban cho năm mới này những phước hạnh mới để chúng ta bước đi theo Chúa, buông bỏ hết tất cả những cái gì bản ngã xác thịt, những cái gì ganh tị, những cái gì mà đời sống hàng ngày mà chúng ta sống cái kiểu như những người tầm thường ở bên ngoài, bởi vì chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời, là thầy tế lễ nhà vua, và chúng ta phải sống như thế nào cho nó xứng đáng giống như người mù Bartimê này. Xin Chúa cho con được sáng mắt. Amen. Bây giờ tôi cầu nguyện để khai phóng quyền năng này. Thánh Alleluia, chúng con cảm ơn Chúa. Bài học quý giá này thì chúng con thấy rằng khi có Chúa hiện diện thì dù cái người mù Bartimê không thấy Chúa, chỉ nghe đến danh của Ngài và đã vùng vẫy và xưng nhận Chúa Giêsu và con của vua David và đấng Messiah. Xin thương xót tôi cùng chúng con. Hôm nay chúng con nhận biết Chúa và chúng con cũng ăn năn tội nếu chúng con chưa biết, chưa thấy được cái quyền năng của Chúa, chưa nhận biết được Chúa, chưa được cảm nghiệm, chưa được có cái kinh nghiệm ở trong Ngài. Thì hôm nay xin Chúa cho mỗi chúng con có cái kinh nghiệm đó, vì chúng con biết Chúa đang hiện diện, Chúa đang làm phép lạ trên mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con những điều mà chúng con ước ao ở trong nhà Chúa, ước ao được Chúa làm những điều mà mở con mắt thuộc linh chúng con để chúng con thấy được sự vinh hiển của Ngài, thấy được nước thiên đàng, những điều mà trước đây các thánh tiên tri, những người đi trước ước ao thấy được mà chưa thấy. Thì xin Chúa mở mắt để chúng con thấy được những điều quyền nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài và con cầu nguyện khai phóng quyền năng này, bởi vì không phải sức của chúng con nhận được mà bởi sự lắng nghe chúng con được tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe bởi lời của Đấng Christ được rao giảng. Giờ này chúng con rao giảng điều này để cho tất cả những mọi người nghe được danh của Ngài, thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất phải quỳ xuống xưng nhận Chúa Giêsu và cứu Chúa đời sống mình. Cũng cảm tạ Chúa rất nhiều, cũng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mình xuống cùng nhau cùng người.